Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn, và xin chúc cho đại gia đình của chúng ta một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình, nhất là sức khỏe. Và nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn, thương nhớ Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, cũng như chúng ta đã biết, ở trên YouTube thì có một vài YouTube luôn luôn lúc nào cũng đặt điều, kịch bản thì họ tự viết, rồi dàn dựng và đóng kịch cũng tự họ làm luôn. Đó là những người ai? Là Thủy Lê, Hóng Hớt, 24 giờ gì đó, rồi Hồng Bí Ngô, Cúng Nhà, Kiều 88, là những người mà luôn quan tâm, không phải là quan tâm vấn đề mà chăm sóc sức khỏe, hay là quan tâm vấn đề ủng hộ cho cháu, hay là giúp đỡ cho cháu, những người mà thân cô thế cô để lấy lại công bằng cho họ. Nhưng họ quan tâm ở đây là vì họ kiếm tiền trên YouTube mà thôi. Và ở hải ngoại cũng có một người nữa là Quang Trung ở Canada. Người này luôn luôn lúc nào cũng tìm mọi cách để trù dập cho Hồ Văn Cường, giàu có hay không cũng đặt điều. Và chúng ta cũng đã thấy rằng lúc nào họ cũng nói rằng là suy bụng ta ra bụng người, hoặc là ngậm máu phun người, hoặc là thế này thế kia, nhưng tất cả đều là do chính họ gây ra mà thôi. Họ không bao giờ dám nói bằng cái chữ là YouTuber bên đây, những người yêu mến cho Hồ Văn Cường đặt điều vu khống, mấy cái chữ đó được. Tại vì mình đâu có làm đâu, cho nên họ không thể nào đem hai cái chữ đó làm cái tích đề được, mà họ dùng những cái tích đề rất là phản cảm. Và nhất là cô Thủy Lê và Hồng Bí Ngô là luôn luôn lúc nào cũng chửi thề và dùng những danh từ mạt sát gia đình cháu Cường. Theo mình nghĩ thì làm YouTuber chúng ta ở trên mạng xã hội thì chúng ta cũng nên dùng những từ ngữ cho nó chính xác, không lệch chuẩn. Không phải nhục mạ người ta là cái hay, không phải đem gia đình người ta chửi bới rồi làm cái niềm vui và kiếm tiền cho mình. Nếu như ai đó làm cái hành động đó đối với mình cũng y chang như vậy thì các YouTuber đó nghĩ như thế nào? Nếu như người nào đó cũng kiếm tiền trên YouTuber bằng cách là chửi cha mình, chửi mẹ mình, rồi chửi mình, rồi tạo những cái kịch bản, rồi giống như người ta nói rằng là vừa đánh trống vừa la làng, vừa ăn cướp vừa la làng, thì mình nghĩ như thế nào? Vâng, thấy có một bài báo mới đăng vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, không biết tờ báo này là cũ hay là mới, nhưng mà mình thấy có thể chia sẻ được với quý vị và đại gia đình của FC Xanh Đọt Chuối, cho nên mà mình xin được chia sẻ. Luật sư vả thẳng mặt những ai nói xấu Hồ Văn Cường, khẳng định xét về luật, Phi Nhung không được đại diện cho Hồ Văn Cường ký kết các hợp đồng. Câu chuyện con nuôi giữa ca sĩ Phi Nhung và của quán quân giọng hát Việt nhí Hồ Văn Cường có những khía cạnh pháp luật đặc sắc mà người trong cuộc dường như đều chưa nhận thấy, trong đó quyền lợi của con nuôi Hồ Văn Cường là điều được quan tâm nhất. Trước khi phân tích về nó, chúng ta hãy làm rõ khái niệm về con nuôi. Gần đây có những trường hợp nhận con nuôi khá ngang xương, nghĩa là đột ngột trong một tình huống nào đó, có người thấy mến, thấy thương, thấy tội nghiệp, rồi nhận một em bé nào đó làm con nuôi. Có khi ngay tại phiên tòa, luật sư nhận nuôi của con bị cáo. Có khi ngay tại một game show, nghệ sĩ thấy thương quá, cũng chắc tôi bắt về làm nuôi quá. Hay là rủ rê về với ba nuôi, mẹ nuôi đi con. Dưới đây là những chia sẻ đến từ góc nhìn của luật sư Đinh Thị Quỳnh Như, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn MTV An Luật tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện lùm xùm của Hồ Văn Cường và mẹ nuôi vẫn đang là tiêu điểm quan tâm của công chúng. Con nuôi mà có nuôi thiệt hay không? Thế rồi nhận xong thì sao? Có khi nó chỉ là vài câu nói trong lúc cao hứng, nói rồi để đó, nhà ai nấy về. Cũng có khi người nói thực sự mong muốn gắn bó, nâng đỡ dài lâu,
Dù lý do ẩn hiện thế nào, thì đó cũng là mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh vẫn mang dáng dấp riêng, khác biệt. Nhưng hình như cũng có mấy ai đường đường chính chính xây dựng mối quan hệ cha mẹ nuôi, con nuôi theo đúng quy luật pháp luật, hay chỉ nói cách khác là danh chính ngôn thuận, ghi tên, ghi tuổi trên quan hệ này. Chủ yếu, họ chỉ là cha nuôi, mẹ nuôi trên báo chí, truyền thông. Còn bên trong là một mối quan hệ không rõ ràng, dẫn đến sự mập mờ về pháp lý, về trách nhiệm và các quyền lợi phát sinh trong mối quan hệ. Theo như lời của luật sư nói rằng là xét về trách nhiệm lời nói, hứa nuôi không đủ cho một trách nhiệm rõ ràng về pháp luật. Có chăng là người trong cuộc hiểu nhau, giữ cho nhau, giữ thanh danh cho bản thân mình, rồi chủ động thực hiện mà thôi. Còn không thì cũng què cả làng. Đó là lời của luật sư. Sự mập mờ dẫn đến việc nhiều khi mang tiếng con nuôi, chứ người được nhận nuôi không được nuôi ngày nào cả. Thực tế, mối quan hệ có thể khởi đầu bằng quý mến, cả nể, hứa hẹn, bằng miệng thôi nha, tin tưởng, kỳ vọng, rồi dần dà về sau, cơm không lành, canh không ngọt, người nhận nuôi kể công, người được nuôi thì lại nặng tình nghĩa. Đến khi nó qua nó lại mới biết rằng sự thật đằng sau ai chẳng biết là ai đang nuôi ai. Hay chẳng qua cả hai đang nuôi nhau nhưng thiếu sự rõ ràng, minh bạch. Vâng, kính thưa quý vị, đây là câu nói nhấn mạnh mà nhiều FC Xanh Đọt Chuối và nhiều người thương cho hoàn cảnh của cháu Hồ Văn Cường đã thường hay nhắc đến. Đó là câu nói, đến khi nói qua nói lại mới biết rằng sự thật chẳng biết ai đang nuôi ai. Hay chẳng qua cả hai đang nuôi nhau nhưng thiếu rõ sự minh bạch mà thôi. Xét về trách nhiệm, lời nói hứa nuôi không đủ cho một trách nhiệm rõ ràng về pháp luật. Có chăng là người trong cuộc hiểu nhau, giữ cho nhau, giữ thanh danh cho bản thân mình rồi chủ động thực hiện mà thôi. Còn không cũng quê cả làng. Ca sĩ Phi Nhung có được đại diện cho con nuôi Hồ Văn Cường ký hợp đồng hay không? Trong trường hợp phát sinh quan hệ cha mẹ nuôi, con nuôi theo đúng quy định của pháp luật, đương nhiên cha mẹ nuôi được đại diện con nuôi ký kết các hợp đồng. Bên cạnh đó, trong trường hợp cha mẹ ruột đồng ý ủy quyền cho cha mẹ nuôi làm đại diện thì việc này cũng đúng với pháp luật. Nhưng ngược lại, thì chúng ta đã biết cha mẹ của Hồ Văn Cường là người không có biết chữ nghĩa nhiều và hiền lành chất phác. Và nếu mà làm việc chung với một ekip mà kinh khủng như vậy thì cháu Hồ Văn Cường có tương lai hay không? Hay cháu Hồ Văn Cường chỉ bị họ lợi dụng mà thôi? Nhưng nếu chỉ nuôi trên truyền thông, chúng công cộng và dưới ánh đèn sân khấu thôi thì chắc chắn là không. Qua truyền thông, mối quan hệ mẹ nuôi, con nuôi giữa ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường chính là mối quan hệ trên lời nói như thế. Hai phía đều có những lý do nào đó để hình thành mối quan hệ này. Nhưng do không có điều đó, họ không biết lập nó trên cơ sở quy định pháp luật nên ca sĩ Phi Nhung không được quyền đại diện Hồ Văn Cường để ký hợp đồng cho những hoạt động nghệ thuật của Cường. Chỉ có cha mẹ của Cường mới là người có quyền đại diện cho Cường để giao kết hợp đồng mà thôi. Vâng, thì như vậy chúng ta cũng đã đủ biết rằng nữ ca sĩ Phi Nhung không có quyền ký những cái hợp đồng là lao động. Nó là lao động chứ, như mà chúng ta đã biết rằng là ca hát ở hải ngoại hoặc là những cái nơi khác thì chỉ có cha mẹ ruột của cháu Hồ Văn Cường mới có quyền ký hợp đồng mà thôi. Đó là vì theo khoản 3 điều 144 và khoản 1 điều 145 Bộ luật Lao động 2019 thì khi sử dụng người chưa đủ tuổi 18 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo nhiều quy định, trong đó buộc phải giao kết hợp đồng bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi.
và đại diện theo pháp luật của người lao động. Hoặc nếu người lao động từ 15 tuổi nhưng mà chưa đến 18 tuổi thì phải có sự đồng ý của cha mẹ. Trong trường hợp này, cha mẹ ruột của cháu Cường mới là người có quyền tham gia ký kết hoặc đồng ý về việc ký kết. Vâng, chúng ta nghe lại cái đoạn này nha. Hoặc nếu người lao động từ 15 tuổi nhưng mà chưa đến 18 tuổi thì phải có sự đồng ý của cha mẹ. Trong trường hợp này, cha mẹ ruột của Cường mới chính là người có quyền tham gia ký kết hoặc đồng ý về việc ký kết. Nếu cha mẹ của cháu Hồ Văn Cường không trực tiếp ký thì có thể giao kết hợp đồng chính thức với công ty của cô ca sĩ. Dựa trên hợp đồng đó, công ty của cô ca sĩ mới có quyền giao kết hợp đồng hoặc những hoạt động nghệ thuật của Cường. Còn nếu như không tồn tại những hợp đồng này thì tất cả chỉ là sự mập mờ và thiếu minh bạch. Mình xin đọc lại nha. Còn nếu như không tồn tại những hợp đồng này thì tất cả chỉ là sự mập mờ và thiếu minh bạch. Trên thực tế, những trường hợp như cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường không phải là không có, nhưng cũng hiếm mà thôi. Chúng ta vẫn lấy mối quan hệ giữa ca sĩ Quang Lê và Phương Mỹ Chi ra để so sánh. Khi những lùm xùm giữa cố ca sĩ và Hồ Văn Cường nảy sinh, trong đó có vẻ cặp Quang Lê và Mỹ Chi có cái kết là có hậu. Theo những thông tin của hai bên chia sẻ, ấy là vì hai bên có sự phân định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ. Ba mẹ Phương Mỹ Chi đã theo sát, đảm bảo cho sự phát triển nghề nghiệp của Phương Mỹ Chi với sự hỗ trợ dìu dắt của cha nuôi, cũng như đảm bảo những quyền lợi vật chất chính đáng phù hợp pháp luật mà Phương Mỹ Chi có quyền được nhận. Nhưng rất tiếc nơi đây, cha mẹ của Hồ Văn Cường là cô Thu và chú Mười hiền lành chất phác, mà người ta là người nông dân, cho nên luật lệ hoặc những bản ký hợp đồng về ca hát ở nơi đây, ở nơi đó thì người ta hoàn toàn không biết, vì người ta tin tưởng nơi ekip và cố ca sĩ nói sao thì người ta làm vậy mà thôi. Chứ nếu mà cha mẹ của Hồ Văn Cường là người sống trên thành phố thì mình nghĩ rằng sẽ không có những chuyện đáng buồn xảy ra đâu. Thực tế có những vụ việc chẳng may mắn có được cái kết quả hậu như thế. Khi đó, gia đình của những ngôi sao nhí đã phải đứng lên bảo vệ quyền lợi của con. Có người cũng không có hợp đồng nào để mang ra nói chuyện. Vì như chúng ta đã phân tích từ đầu, mối quan hệ thế này bắt đầu từ sự kỳ vọng, tin tưởng là chính. Có người có hợp đồng nhưng lại là những điều khoản bất lợi cho con mình. Vì thiếu thông tin, kinh nghiệm, cả vì mong mỏi đến nóng vội muốn con mình phục sáng mà phụ huynh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng ấy. Ở nơi đây thì chúng ta thấy rằng cha mẹ Cường vì cả tin và vì kỳ vọng là con trai của mình sẽ được tỏa sáng trong tương lai. Luật sư chia sẻ theo khoản 3, điều 144 và khoản 1, điều 145, Bộ Luật Lao động 2019 thì khi sử dụng người chưa đủ 18 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo nhiều quy định. Pháp luật bảo vệ thế nào với người lao động nhỏ tuổi? Tuy nhiên, trẻ em là một đối tượng đặc thù được pháp luật bảo vệ, nên ngoài những quy định chi tiết trong Bộ Luật Lao động, với rất nhiều điều khoản quy định về phương thức thiết lập một công việc với trẻ em, còn có điều kiện đặc biệt khác về công việc, điều kiện làm việc để đảm bảo sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách, quan tâm chăm sóc về sức khỏe học tập cho trẻ em. Ngoài ra, luật trẻ em còn có những quy định cụ thể hơn để bảo vệ trẻ em về danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, những thông tư riêng. Khi đó, ai vi phạm những điều này đều chịu sự can thiệp của pháp luật và có những cách để xử lý tương ứng, dù có hay không có bất kỳ thỏa thuận nào. Xin được nhấn mạnh, tất cả các quyền lợi của trẻ dù được thỏa thuận, ghi nhận trong hợp đồng hay không thì đều được pháp luật công nhận là bảo vệ lời khuyên nào cho những ngôi sao nhí. Thực ra thật khó cho gia đình
của những ngôi sao nhí khi nhận được đề nghị nhận con nuôi từ thần tượng của mình, từ những người có vị trí, tên tuổi và uy tín. Bởi các ngôi sao nhí nào khi có cơ hội cũng đều mong muốn được các thế hệ đi trước dìu dắt, nâng đỡ trong nghề. Nhận làm con nuôi là một cách thiết lập quan hệ, một cách gắn bó, tình cảm dễ thương thực tế. Có những ngôi sao sáng lên một cách vững vàng, xây dựng tên tuổi từ buổi khởi đầu là như thế. Nhưng mối quan hệ chứa đựng nhiều yếu tố vừa tình vừa lý, vừa có tên, vừa không tên theo đúng luật như thế, luôn tiềm ẩn những điều rất khó là giải bài. Nếu hai bên rõ ràng được với nhau từ đầu, xóa bỏ những mù mờ, thiếu minh bạch về quyền và nghĩa vụ, thì những vụ việc ồn ào rắc rối này sẽ hạn chế xảy ra. Các bên đều nhận về cho mình quyền lợi xứng đáng và tránh mất đi uy tín đã có. Cũng như mình đã nói, nếu như mà ngay từ đầu cháu Hồ Văn Cường có những hợp đồng mà cha mẹ của cháu biết đi trình diễn chỗ nào với số tiền bao nhiêu và trừ đi chi phí rồi quản lý lấy bao nhiêu cũng được, rồi cũng phải có một số tiền nó tương xứng của sức lao động của cháu, vì dẫu sao cháu cũng là ngôi sao hạng A và cũng có mấy giải là phải, quý vị ha. Nếu mà ngày xưa rõ ràng minh bạch thì chắc không có xảy ra những chuyện như thế này đâu. Tuy nhiên, pháp luật dù cố gắng đến đâu, chi tiết đến cỡ nào, cũng có một khoảng trống khó định tên. Khoảng trống đó dành để các bên tự điều những điều mình mong muốn. Đó có thể là những giá trị nhân văn tốt đẹp, những nâng đỡ dìu dắt, hay cả những toan tính riêng tư. Nhưng nếu đã mạnh miệng gọi lên một tiếng là cha nuôi, mẹ nuôi, dù chỉ trên danh nghĩa thì phải đảm bảo cho nó có nguyên tắc thiêng liêng cao cả mà cha mẹ dành cho con cái. Đó là mối quan hệ xuất phát từ yêu thương và dạy dỗ. Dạy dỗ chăm lo ở góc độ nào cũng phải xuất phát từ yêu thương. Nếu không thì đừng nhận và đừng lợi dụng. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ một đoạn thông tin nói về luật pháp nhận làm con nuôi và những hoạt động của trẻ em khi mà trẻ em lao động dưới 18 tuổi như thế nào. Cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn lại tất cả quý vị trong một video clip lần sau. Xin chào, và nếu thấy thông tin hữu ích cho mình cái like, nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều.